Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau một lòng thành kính quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh pháp để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, hành các pháp thiện, quán chiếu, thấu rõ vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng con cũng nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà, anh chị em, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả, đồng nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật từ bi chứng minh. Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy ngồi xuống trong tư thế phù hợp, buông lỏng toàn thân, buông thư toàn tâm, trở về với hơi thở vào ra, chánh niệm, thấy rõ, biết rõ, ghi nhận rõ, ghi nhận một cách thấu đáo mọi hiện tượng xảy ra nơi tâm và thân. Đồng thời quán chiếu tâm từ bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm trí tuệ qua mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoa, tâm tỉnh giác qua mật ngôn Ma Sa Ô Uê, và tâm tánh thiện lành qua mật ngôn Sabbhi Mo U. Mỗi một mật ngôn tổng trì trong hơi thở của chánh niệm quán chiếu, chúng ta sẽ tiếp cận và gắn kết mật thiết với chư Phật, đón nhận được tha lực của các ngài. Hãy bắt đầu hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra. Thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn tiếp hiện năng lượng, lan tỏa tình yêu thương. Nam mô
sao quên xa bi mô. Nam mô Nam mô Nam mô Đà Ma sa bi mô mô sa nam mô ma sao sa mi mô 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 sa nam mô la mô ra ba sa sa bi mô 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 sa nam mô la mô la mô ma sao quân sa bi mô mô quân sa nam mô Nam mô Nam mô Ma sao sa bi mô Mô Phật. Các bạn thân mến, sự sống của chúng ta mỗi một ngày trôi qua đều có nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Biết bao nhiêu sự trải nghiệm ngang trái, thất bại, đan xen với trải nghiệm an vui thành công, thuận cảnh xuôi buồm. Dù nghịch hay thuận, thất bại hay thành công, vui hay buồn, khổ hay hạnh phúc, an lạc
hay phiền não. Người học Phật nếu tinh tế quán chiếu, mọi sự trải nghiệm đó sẽ trở thành một bài học vô giá để chúng ta chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc đời trong kiếp người, sự sống còn đang còn, để nâng cao giá trị, đạt được sự an lạc, vui sướng trong kiếp này, đời này, kiếp sau, đời sau. Cuộc đời có hai mặt, trắng và đen, tối và sáng. Dù ở trong bóng tối, nếu đó là sự lựa chọn của chúng ta, thì bóng tối sẽ bao trùm nơi ánh sáng. Nếu ta chọn, thì ánh sáng sẽ lan tỏa. Ở trong ánh sáng, lầm đường lạc lối cũng có thể đi từ sáng vào tối. Từ trong bóng đen, nếu nhìn thấu, cũng có thể bước ra và vào trong ánh sáng. Sự quyết định là do ta. Nhận thức giúp cho chúng ta đi từ tối tới sáng, hay đi từ trong ánh sáng vào màn đêm tăm tối. Nhận thức rất quan trọng. Người tu học mật thiền nhận rõ được điều đó, nên chúng ta thường trụ trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm từ bi, để có đủ cái năng lượng tích trữ trong cuộc đời này, phát khởi tâm đó lan tỏa yêu thương. Và từ ấy chúng ta có được một cái nhìn sáng suốt, nơi cái trí tuệ thấu rõ nhân quả thiện ác, mà sống thật tỉnh thức trong từng giây phút của cuộc đời, mang tâm tánh thiện lành biến thành hành động, trao cho nhau. Mỗi ngày ta đồng tu trong hơi thở của chánh niệm, ta cùng trở về với cái tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác thiện lành, cái gốc của bản tâm, tâm Phật chói sáng, để chăm sóc cho bản thân của mình và chăm sóc cho tất cả những ai có duyên đi vào cuộc đời của chúng ta. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác và thiện lành là sự chân thật luôn có trong ta. Cuộc đời này đây, tâm chân thật rất quan trọng. Sự thành thật trong cuộc sống mang lại an vui, tâm chân thật mang lại hạnh phúc. Dỗ trẻ đối với nhau là điều tai hại tạo nghiệp vô cùng. Có câu trong nhà Phật: ngu dốt lớn nhất của đời người là dỗ trẻ. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Chẳng phải người dối trá, mà chính chúng ta cũng đã từng dối trá với người. Con người vốn sinh ra bởi cái tâm tham sân si, từ vô thủy vô trung, nghiệp chướng đó đã làm u mê, lầm đường lạc lối, chẳng nhận rõ nhân quả. Cái sự dối trá bao trùm cả đời người, biến dạng, thâm nhập vào những cái suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta mỗi một ngày. Cũng vì sự dối trá đánh mất đi cái bản tâm chân thật, mà bao nhiêu đau khổ, phiền muộn, phiền não đã tới với chúng ta. Sự dối trá
là sự ngu dốt lớn nhất của đời người. Vì nó, vì dối trá mà cha mẹ phân ly, vợ chồng phân tán, con cái chẳng hợp, người thân từ bỏ, mất hết phước báu và công đức. Đã bao nhiêu lần những người làm con đã nhìn thấy sự dối trá của cha hoặc của mẹ, để rồi cha mẹ phải ly dị, để lại một đàn con nhỏ bé đâu. Đã bao nhiêu lần vợ vợ chồng chồng có sự dối trá với nhau mà tạo ra biết bao nhiêu những cái nỗi đau trong cuộc đời. Và giữa tình người huynh đệ, sự dối trá vẫn có, bạn bè vẫn có, để từ đó chúng ta gặp nhau là hận thù, là tranh cãi, là đấu tranh, là triệt bệ nhau. Sự dối trá càng ngày càng tinh vi, bởi sự dối trá không còn là một sự thô thiển để ta nhận dễ lắm. Sự dối trá đã đi vào sự ngọt ngào, mượn cái sự ngọt ngào ngôn ngữ, sự tử tế trong hành vi, sự suy nghĩ được diễn bày khôn khéo, mà dối trá đó lồng vào bên trong như con hổ mang đặt vào trong cái miệng, thật khéo chẳng ai hay. Vô tình không mở nhìn rõ, thò tay vào, con hổ mang kia cắn một cái, độc dược của dối trá sẽ làm ta chết cứng. Các bạn và bảo thành, nhiều người trong chúng ta đã bị sự ngọt ngào tiêm nhiễm và trong tâm lồng vào trong sự dối trá của người đó mà làm đau ta quá nhiều năm, nhiều lần rồi. Các bạn, người học Phật không thể dối trá. Phải chân thật, phải thật thà. Chúng ta dối trá nhau cũng vì cái tâm tham, vì sự lợi dưỡng, lợi lạc cho mình, dưỡng nuôi tâm tham. Mà từ lâu lăn trôi trong bể khổ, nay nhận thấy sự dối trá là sai, cần phải cảnh tỉnh. Chẳng phải dối trá sai ở cái chỗ con người đặt ra, mà dối trá thật sai bởi quy luật của nhân quả mà bậc giác ngộ đã nhìn thấu. Không phải đương nhiên Ngài lập ra giới luật để đe dọa chúng ta, mà Ngài nhìn thấy điều đó là sai, gây ảnh hưởng xấu, nên nói đó là giới. Giới chẳng thể phạm, bởi phạm tổn phước, mất đức. Trong năm giới, giới thứ tư Đức Phật dạy không thể vọng ngữ, nói dối, nói thêm, nói bớt, nói đâm, nói thọc. Nói có lợi cho ta mà hại cho người, những cách nói này nằm ở trong giới thứ tư, dối trá. Phải cẩn thận. Cẩn thận nhưng phải có trí tuệ hiểu thấu. Đừng mù mờ để đời người ta mang cái sự ghép đặt làm ta mất đi cái tâm chân thật. Đời thường nói ngọt ngào như mật, đều là sự dối trá. Từ đó mà khi nghe tới những cái lời ngọt ta sợ. Hãy nhớ, một bông hoa thô thiển ngoài kia, dù là đẹp hay xấu theo cái khái niệm của người nhìn, thì cái tinh túy, gọi là cái tinh túy của hoa kia vẫn là mật, hút từ trời đất. Để rồi có những loài ong tới đó, hút cái tinh túy đó mà tạo mật. Ngọt mà, hoa đâu dấu trá. Hoa đã tinh chế thiên địa, trời đất để trở thành mật,
dâng hiến cho cuộc đời. Và ông kia khéo léo đã lấy mật dâng hiến của hoa để nuôi thân và dâng hiến cho muôn người. Ông chẳng làm cho hoa tàn, hoa hư, bởi cái sự thật khéo lấy cái tinh túy của hoa dân tạo vật. Mỗi người chúng ta nếu khéo biết mang cái tinh túy của nhau tạo thành mật, mật ngọt trong ngôn ngữ để trao tặng bằng tâm chân thật, thì đó gọi là ái ngữ, chẳng phải là lời ngọt mà chết người, mật ngọt chết ruồi. Đừng để cho cái khái niệm mật ngọt chết ruồi mà chúng ta không thể sử dụng cái ái ngữ là tinh túy của đời người, kết tinh trong tư duy và trí tuệ, để thể hiện tâm chân thật. Dĩ nhiên trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng từng đã bị lừa gạt bởi cái sự ngọt ngào. Nhưng dối trá, người học Phật chẳng phải ngọt ngào để dối trá, nhưng ái ngữ thiện lành mang tinh túy của cuộc đời kết mật trong tâm chân thật để dâng hiến cho nhau. Biết bao nhiêu những con người đã đau, đau lắm vì người ấy đã tới trong sự ngọt ngào nhưng dối trá, để khi chia tay cả một khối đau dằn vặt trong tâm mà cả cuộc đời này nào có thể quên. Điều này có, nhưng cái sự ngọt ngào dối trá kia nó có được là nơi cái tâm của người chưa nhận diện rõ được cái nhân quả, bởi họ không sáng suốt. Còn chúng ta, người học Phật, thật sáng suốt. Quán chiếu cái tâm từ bi yêu thương. Từ bi yêu thương là nhiên liệu tinh chế giữa thiên địa của kiếp người. Nhiên liệu đó sẽ chế được thành mật. Mật của sự sống tới từ cái tâm yêu thương. Mật của sự sống mang ánh sáng vào cuộc đời, chiếu soi vào tâm tối. Mật của sự sống nơi tâm từ bi giúp cho mọi người tỉnh thức khi nếm được. Và mật của sự sống đó giúp cho chúng ta biết ban phát, dâng hiến, biết trao tặng cho nhau qua những cái ái ngữ thiện lành, thiện xảo, ngọt ngào nhưng chân thật. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: có một bậc thiện nhân nhận rõ sự dối trá mà buông xả cái tâm dối trá đó, để rồi ứng dụng cái tâm chân thật trong sự dịu dàng nhẹ nhàng của ái ngữ, nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, chân thật. Hành vi trong bác ái, êm ấm, thật chân, suy nghĩ lung linh như mặt trời chiếu sáng, dẫn đường cho bao nhiêu con người trong tâm tối bước ra. Người thiện nhân đó là người chân thật, bởi đã nhận ra sự dối trá là nguy hại. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Nhận ra điều đó nên buông xả. Bạn phải nhớ lời Phật dạy không bao giờ sai, bởi Ngài là bậc giác ngộ. Chúng ta không phải là kẻ ngu, mà tại sao cứ dối trá với lòng mình, với người? Người ta dối trá với chúng ta, điều đó ta có thể xả buông dễ dàng. Nhưng nếu chính mình dối trá mình, thì điều này gọi là bó tay hết thuốc. Mà hầu như chúng ta vẫn tự thân dối trá với chính mình. Vì sao? Vì có người nói, sai một chút, lừa gạt một chút, dối trá một chút, thì có vấn đề gì đâu, hề hấn gì đâu.
Đây là một sự ngọt ngào trong những ngôn ngữ thô ác, nguy hại, nhưng dịu êm bởi ta đang đồng hành với những điều sai trái. Các bạn, dù là một chuyện thật nhỏ, được tác thành bởi cái tâm dối trá, cũng tạo nghiệp vô số nhiều đời khó thuộc. Phải rất cẩn trọng, đừng lừa dối nhau, đừng sống bằng cái tâm dối trá, đừng hòa quẹt mật ong với cái tâm gian trá của đời người. Để rồi khi người ta nếm vào, người ta bị chết. Một lời dối trá có thể giết chết người. Một lời thêm bớt có thể hại một mạng sống. Một lời đâm thọc có thể gây chiến tranh, gây chết cho bao nhiêu người. Một lời giả dối có thể làm nguy hại đến tính mạng của người khác. Đồng nghĩa là ta đang giết chết chính cuộc đời của mình. Dối trá là ngu dốt là si mê thì nghiệp chướng, tham chấp đầy hết. Phước làm sao mà còn, đức làm sao mà có, kẻo vô phước và thất đức, cuộc đời sẽ khổ triền miên. Mình tu mà khổ, mình mất niềm tin nơi Phật. Tu khổ chính là vì không có sự sáng suốt, có sự hướng dẫn thật rõ, hiểu thấu lời Phật ứng dụng cho đúng vào cuộc đời. Nên cứ nghĩ Phật ở trong chùa, nơi tượng thật tao. Phật tại tâm, tâm của người chân thật. Nếu mỗi chúng ta có cái tâm chân thật, Phật ở đó. Phật ở đó. Không thể dối trá trong sự ngọt ngào đâu. Bảo Thành có quen một cô kia, cô Phật tử. Cô ấy làm nghề luôn luôn phải trực diện với khách thật nhiều. Cô ấy tiếp khách thật là ngọt ngào, ngọt còn hơn mật nữa. Cho nên một vị khách tới, sau khi đi mang thêm nhiều người khách tới tiếp tục. Lời nói của cô ấy thật ngọt, ngọt hơn mật. Ngọt bởi cái tâm chân thật. Bảo Thành hỏi cô ấy rằng, tại sao nói những lời ngọt như vậy với khách? Cô ấy trả lời một câu rất đúng theo luật và những gì Đức Phật dạy. Cô ấy nói, tất cả những người khách là ân nhân cuộc đời của con, bởi họ đã mang tiền tới nuôi dưỡng con. Họ đã mang tiền tới để cho con có được gia đình, có đầy đủ phương tiện tiêu xài trong cuộc sống. Con tri ân họ, con biết ơn họ, và con phải luôn nhắc nhở với lòng biết ơn đó, tâm phải chân thật, ứng dụng ái ngữ, tiếp chuyện cho phù hợp. Đây chính là cái chỗ dục của tâm, tâm chân thật nhìn rõ mà ứng ái ngữ thiện lành trong cái sự ngọt ngào, trơn trượt. Điều này nên được sắc tấn và khuyến khích. Nhưng chớ vì cái lòng dối trá, ngọt cho qua để lừa gạt người ta tới. Tâm bất chân thật như vậy, với cái sự dối trá để có được danh lợi như kia, chỉ thoáng qua một thời, như gió thoảng qua, mất đi rồi cả đời khổ đau. Chúng ta hãy nhớ, với lòng biết ơn và tri ân, người học Phật phải thật khéo, phải ngọt ngào bằng ái ngữ, quện vào với tâm chân thật như một loài bánh mật thật ngon, làm cho muôn người đói được no. Phải như mật hòa quện với nước,
thật ngọt ngào êm ái, để cho người khác uống vào đỡ khát hết vợ. Đây là pháp vi diệu của ái ngữ với sự chân thật, chẳng phải dối trá trong mọi người. Vì chúng ta đã biết và Phật đã dạy, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Không lẽ chúng ta lại biến mình thành kẻ ngu dốt hay sao? Người học Phật là để có trí tuệ, có sự thông thái. Vậy, để không trở thành kẻ ngu dốt, sự dối trá cần phải gạt bỏ, quản đi. Các bạn thân mến, đừng sợ người ta nói ngọt ngào là dối trá. Chỉ sợ lòng mất chân thật, chẳng thể ái ngữ thiện lành đồng hành với muôn người để xoa dịu niềm đau nỗi khổ cho nhau. Đức Phật dạy không sai. Giới thứ tư chẳng phải là giới ngài bày ra để cấm, mà là một chân lý hiện hữu của bậc giác ngộ nhìn thấu. Kẻ dối trá, kẻ vọng ngữ, kẻ thêm bớt, kẻ đâm thọc trong ngôn ngữ là kẻ đang hủy hoại bản thân của mình, đang tiêu diệt đời sống của mình. Chúng ta nghe hiểu trong sự tư duy của chánh kiến, thấy lời Phật bậc giác ngộ đã khám phá. Cuộc đời này phải cẩn trọng trong lời nói. Tất cả mọi lời nói của chúng ta phải là lời thiện lành trong ái ngữ, ngọt ngào trong chân thật, dịu dàng trong ánh mắt. Để đời này những ai có nhân duyên bước qua cuộc đời của ta, của mỗi người chúng ta, họ đều có thể cập được vào cái bến an vui và tự tại. Một lời có thể giết người, nhưng một lời cũng có thể mang lại sự sống cho nhau. Một bác sĩ hay là biết khéo dùng lời để khuyên bệnh nhân vượt qua chướng ngại mà khỏe mạnh hơn. Còn một bác sĩ không giỏi, nói một lời bệnh nhân tức tuổi chết ngay tại chỗ. Chúng ta là bác sĩ của Phật Pháp vi diệu khôn lường. Một lời của ta nói ra thì ứng xử với muôn người phải theo sự dạy dỗ của Phật để trở thành một vị bác sĩ khôn khéo, mang từng lời ngọt ngào trong ái ngữ với tâm chân thật, làm tươi mát đời người, xoa dịu những cái nỗi đau và chữa lành tất cả mọi bệnh tật cho nhau. Ngọt ngào trong dối trá cần phải hiểu rõ để gạt bỏ, những ái ngữ và ngọt ngào trong tâm chân thật cần phải được sắc tấn và ca ngợi. Mỗi người chúng ta phải thật cố gắng mang cái điều đó, chân lý Đức Phật dạy, ứng dụng cho thật rõ, để mỗi người là ánh sáng, mỗi người là mật ngọt. Ánh sáng đưa mật ngọt vào những cái con người, vào những mảnh đời bất hạnh, để xoa dịu chữa lành đi nỗi đau của nhau. Đừng mang sự ngọt ngào dối trá lừa gạt nhau, cái nghiệp quả đó trả làm sao hết. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Đừng dối trá người và đừng dối trá chính bản thân của mình. Chân thật và ái ngữ là những điểm sáng cần phải được phân tu. Đời người thật ngắn ngủi, biết bao nhiêu lâu nữa ta mới có thể mang thân làm người. Hãy trân quý, hãy trân quý sống trong chân thật, và bằng ái ngữ tạo nên cái nền tảng vững chãi, đưa nhau vào vùng sáng thoát khỏi tâm tối.